Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôm Đông Á Long An tuyển 40 lao động phổ thông đóng gói. Mô tả công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, quyền lợi được hưởng, mức lương thỏa thuận theo năng lực làm việc, thưởng lễ Tết nghỉ mát, phụ cấp cơm trưa, phụ cấp xăng xe, được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, lương thưởng tháng 13, phép năm và các phúc lợi khác. Yêu cầu công việc: giới tính nam, độ tuổi từ 18 đến 35, sức khỏe tốt, trình độ trung học cơ sở trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc, chăm chỉ, thật thà, chịu khó, trung thực, làm việc full time. Yêu cầu hồ sơ bao gồm: một bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định, thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôm Đông Á Long An, địa chỉ: lô D9, đường số 4, khu công nghiệp Nhật Chánh, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Số điện thoại liên hệ: 0272 363 7707 gặp chị Ngân. Hàng nộp hồ sơ cho đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2018.